Lăng Nghiêm Quang Minh trên đảnh Phật. Ngã kim quy mạng đại Phật ảnh, vô tận pháp tạng trí huệ quang, nguyện ngã minh liễu diệu tổng trì, phụng hành Như Lai sở thuyết. Ngã kim quy mạng đại Phật ảnh, đó là lời của các vị hộ pháp, rằng các vị ấy quy mạng đại Phật đảnh thủ Lăng Nghiêm thần chú. Vô tận pháp tạng trí huệ quang, đại Phật đảnh là đảnh đầu của Phật và là kho pháp tạng vô tận. Nếu được kho pháp tạng ấy thì dùng không bao giờ hết cả. Pháp tạng vô tận này tại nơi tự tánh của mình mà xuất hiện, chứ không phải từ bên ngoài vào. Nhưng tại sao ngay bây giờ không xuất hiện? Pháp tạng cũng giống như những con trùng ngủ vùi trong mùa đông, chờ khi xuân tới nắng ấm thì chúng bắt đầu hoạt động trở lại. Khi nào thân của người tu hành phát nhiệt thì con trùng tự tánh sẽ hồi sinh, đồng thời tất cả những loại vi khuẩn khác đều chết. Vi khuẩn đây tức là phiền não. Như vậy không phải là sát sanh sao? Nếu các vị cho rằng đây là sát sanh thì có thể không cần tu hành, không ai bắt buộc các vị cả. Các vị có thể hoàn tục, có thể làm người tại gia với đầy dẫy phiền não, chướng ngại, tranh giành, vô minh, ganh tị. Nhưng nếu muốn tu thì phải cải biến những thứ vi khuẩn đó và khôi phục lại Phật tánh của mình. Khi chưa thành Phật thì trong thân mình có đến 84.000 loại trùng ăn thịt của mình, uống máu của mình, trú ngụ nơi thân của mình. Chúng xúi giục mình đừng giữ giới luật, bắt mình làm chuyện điên đảo. Bởi vì chúng chi phối nên mình mới đủ chuyện xấu xa. Nếu mình nói rằng, ôi, đó là tại chúng nó làm, không phải tôi làm, như vậy thử hỏi tại sao mình lại giúp cho chúng? Nghĩa là đói một chút thì chịu không nổi, khát một chút thì cũng không xong, ngủ không đủ thì cũng không đành. Tại sao mình phải trợ giúp những thứ vi trùng đó? Trợ giúp chúng thì tự tánh không thể hiển lộ được. Vậy những thứ vi trùng đó rốt ráo là gì? Tức là trùng ngu si, làm cho thân mình chỗ này không dễ chịu, chỗ kia không yên ổn, toàn thân thật phiền hà. Có lúc thì chúng làm cho mình bệnh này, lúc thì làm cho mình bệnh khác. Những thứ vi trùng ngu si này khiến mình không đủ áo mặc thì không được, cơm không đủ ăn cũng không xong, rốt cuộc cứ phải vật lộn với chính mình. Vô tận pháp tạng thì ở nơi đại Phật đảnh mà phát sinh. Trí huệ quang này không giống như những thứ hào quang khác mà là hào quang của Phật. Tại sao Phật lại có hào quang? Bởi vì Phật không muốn có vi trùng ngu si tâm tối, cho nên mới dùng trí huệ để chiếu sáng mọi vật, quét tan vô minh. Khi vô minh bị quét sạch thì pháp tánh tự nhiên hiển hiện, do đó trí huệ quang tức là Phật quang vậy. Nguyện ngã minh liễu diệu tổng trì, tại sao cung kính đại Phật đảnh trí huệ quang? Tại sao phải cung phụng đại Phật đảnh trí huệ quang? Bởi vì mình muốn hiểu rõ chú đại tổng trì, cũng là Đà La Ni Lăng Nghiêm. Chú đại bi còn gọi là đại bi Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn Đà La Ni, dịch là tổng trì. Tổng nghĩa là bao nhiếp tất cả các pháp, trì nghĩa là giữ gìn vô lượng ý nghĩa. Tất cả các pháp đều được tổng nhiếp vào chú này, tất cả các pháp đều khởi nguyên từ chú này. Các vị hãy nhìn lá cờ của Tổng hội Phật giáo Pháp giới, mỗi một màu hồng trên lá cờ là biểu hiện cho trí huệ quang. Ánh sáng này từ nơi một mà phát xuất ra, cho nên nói rằng, nhất bổn tán vi vạn thù hoàn quy nhất bổn. Nghĩa là, từ một mà phân thành vạn thứ, từ vạn thứ lại trở về một. Hào quang từ một điểm mà phóng ra vạn phương, rồi từ vạn phương mà thâu về một điểm. Vì vậy, tại vạn Phật hành không phải chỉ có một, mà là tất cả hào quang của chư Phật, đều từ đây phóng xuất quang minh, rồi quang minh đó trở về là một, mà chẳng xâm phạm hay chướng ngại những hào quang khác. Phụng hành Như Lai sở thuyết nghĩa là khi đã hiểu ý nghĩa của thần chú này, thì phải theo đạo lý của chú đó mà cung kính thực hành. Om ha ha ha, Bụt Sam Mô Ni So Ha.